Trên xa lộ 101 ở Bắc California tuần này, có người đã nhìn thấy và thu hình để đưa lên Instagram hình ảnh một người đàn ông trần trụi toàn thân đang đạp xe đạp. Bản tin của hãng thông tấn UBI nói rằng người dùng Instagram này có tên Nick Mofavis bình luận rằng luật tiểu bang California cấm không cho đạp xe ra đường mà không đội mũ an toàn. Bộ ông ta không biết điều đó hay sao? Người này nói thêm rằng Tôi thật thích vùng Bay Area ở San Francisco, luôn có nhiều điều thú vị. Cảnh sát viên Rose Lee thuộc cơ quan tuần lưu xa lộ California nói với tờ San Francisco Chronicle là cơ quan này nhận được nhiều báo cáo về việc có người trần trụi hiên ngang đạp xe trên xa lộ. Viên cảnh sát nói rằng họ từng nhận được nhiều cú điện thoại báo cáo về việc các ông trần trụi đâu đó trên xa lộ, nhưng đây là lần đầu tiên một người đi xe đạp. Theo Hiệp hội Người Đạp Xe Đạp ở California, Thùy Luật không cấm đạp xe mà không đội mũ an toàn nếu trên 18 tuổi. Tuy nhiên, đi xe đạp trên xa lộ là vi phạm luật. Cơ quan tuần lưu xa lộ California không dự định là lùng kiếm người này để phạt, nhưng cũng có lời cảnh cáo về việc đạp xe trên xa lộ. Cảnh sát nói rằng, điều chúng tôi quan tâm không phải là việc ông ta trần trụi điều quan tâm chính là ông ta có thể thiệt mạng vì đạp xe trên xa lộ hay gây ra tai nạn